Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em một like và thả cho em một cái quả tim dưới cái phần bình luận bên dưới nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào mở tài khoản giao dịch tham gia vào những cái dòng khách hàng, đặc biệt là anh chị nào mà chưa có nhân viên tư vấn hỗ trợ thì nhớ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Hôm nay thì em sẽ nhận định về cái thị trường một tí để cho anh chị nhà đầu tư có một cái góc nhìn nha anh chị. Tốt hơn về thị trường ở trong giai đoạn về mặt ngắn hạn để cho anh chị có những quyết định mua bán nha. Thì cái phiên giao dịch hôm nay thì thị trường nó chưa có bung lên được anh chị, nó chưa có bung lên được và nó đang giằng co khá là mạnh ở cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì thị trường anh chị nhà đầu tư phải đặt ra câu chuyện đó là thị trường nó sẽ chỉnh về đâu. Thì anh chị nhìn lên đây mình sẽ phân tích một tí về cái mặt ngắn hạn cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nhớ like và thả cho mình một cái quả tim dưới cái phần bình luận bên dưới nha anh chị. Ok. Thì anh chị nhà đầu tư có thể nhìn lên đây, hiện tại thị trường nó đang có một cái hỗ trợ quanh khu vực là 1056 nha anh chị. Cái hỗ trợ này thì anh chị thấy là sáng hôm nay nó lên, sau đó nó test lại 1056 và nó đi lên trở lại và nó test lại 1056. Thì cái hỗ trợ này nó không còn mạnh đối với cái thị trường về mặt ngắn hạn nữa nha anh chị. Thì anh chị đặt ra một câu hỏi là khả năng thị trường về đâu để thị trường bung lên và đi tiếp. Thì anh chị nhà đầu tư có thể nhìn vào cái trên giá này nha anh chị. Anh chị nhìn vào trên giá này, khả năng cao thì thị trường nếu như trường hợp xấu nha anh chị, thị trường nó sẽ chỉnh về đâu đó là khu vực là 1050 anh chị. Và có khả năng là nó sẽ đi lên trở lại. Thì đây là một trong những trường hợp anh chị phải đặt ra trước khi nó phá vỡ đi cái vùng giá này. Không? Trước khi nó phá vỡ đi vùng giá này, anh chị phải chuẩn bị cho kế hoạch là thị trường có thể sẽ chỉnh về 1050 trong giai đoạn sắp tới tầm 7 điểm nữa. Hoặc là nó rung lắc gì trong vòng 7 điểm, nó chỉnh về đây sau đó nó sẽ tiếp tục đi lên nha anh chị. Thì mình sẽ có cái sự chuẩn bị trước trong giai đoạn sắp tới để mà mình không bị bất ngờ đối với thị trường nha anh chị. Mình không bị bất ngờ đối với thị trường. Về mặt ngắn hạn thì thị trường nó có thể là đi theo trên giá này anh chị, đi theo trên giá này. Nó đi lên dạng như cái biên độ hẹp, biên độ dài thôi. Nó cứ tăng theo cái biên độ này, xuống lên theo biên độ này. Hỗ trợ bên dưới là 1050 tiếp theo nha anh chị, 1051 gì đó. Quanh 1051 phải 1050 đâu. Mình phải chú ý cho những giai đoạn này có khả năng trường hợp thị trường nó trụ không nổi ở chỗ này, qua phiên giao dịch ngày mai nó sẽ có một cái đợt rung lắc chốt lại gì đó, nó điều chỉnh về vùng giá phía dưới này thì mình sẽ xem xét những cái vùng giá phía dưới này. Ok không anh chị? Thì những cái nhóm ngành chính trong giai đoạn này thì anh chị nhà đầu tư hỏi là chốt lại đi em, chốt lại DG, chốt lại này nọ, chốt lại sale. Một số anh chị nhà đầu tư lãi 18% sale. Anh chị nhà đầu tư cũng đang nhắn tin chia vui đối với mình gì. Rồi lãi rất là nhiều về cổ phiếu bất động sản. Giai đoạn vừa rồi mình đã nói anh chị nhà đầu tư rồi, tập trung những cái nhóm bất động sản đúng không chị? Thì bây giờ có nên chốt cổ phiếu bất động sản hay chưa? Thì ở đây mình nói cho anh chị nhà đầu tư một tí về cái xu hướng của cái nhóm bất động sản nha anh chị. Ở đây anh chị thấy là cái này nó gãy xuống mà nó đi lên không anh chị? Đúng như cái mình nói anh chị nhà đầu tư hôm qua không? Với cái xu hướng này nha anh chị, thì mình nói với anh chị nhà đầu tư bây giờ là mình chịu đắm anh chị, chịu đắm ăn xôi nha anh chị. Không có cửa nào mình bán cổ phiếu ra đâu anh chị. Mình nói thiệt với anh chị nhà đầu tư, không có cửa để mình bán cổ phiếu ra. Về mặt ngắn hạn là mình lì đòn, chịu đắm ăn xôi còn lại nha anh chị. Chứ còn lại là bán cổ phiếu ra giai đoạn này là chưa đâu anh chị. Chưa được, không chưa có bán ra được. Nên ra mình phải bình tĩnh chứ mình bây giờ là người ta muốn không có mà mình có lại mình không muốn, đúng không? Người ta đang muốn người ta không có mà mình đang có đây mới gì mình phải sợ anh chị. Đó, mình phải cố gắng gồng anh chị, gồng anh em, mình phải gồng mình mạnh lên trong giai đoạn này chứ sợ gì đâu. Bây giờ phân tích về tí về cái nhóm cổ phiếu bất động sản, anh chị nhà đầu tư có thể nhìn hình dung vào đây. Anh chị thấy đó là một trend line đi, trend như thế này thôi. Bây giờ nó chờ cái phiên bùng nổ để phá vỡ qua. Phiên hôm nay giao dịch rất mạnh, tuy nhiên là nó chỉ có cổ phiếu như sale, sale thì tăng vừa thôi, không có tăng trần được anh chị. DG anh chị, DG thì nó đi lên rồi. Với xu hướng rất mạnh nha anh chị, mình còn kỳ vọng cho những cái mã cổ phiếu nó tăng nữa anh chị, tăng nữa. Không. DG. Nên thành ra anh chị nhà đầu tư cố gắng gồng anh chị, gồng mạnh anh chị. Ăn ngắn hạn thì chốt, còn lại anh chị thích đi đánh dài hơn, dài hơi hơn giống như mình thì có thể là canh nắm giữ anh chị. DG, DG, DG mình cũng muốn có tiền, mình cũng muốn thêm nữa chứ không phải là bớt nha anh chị. Mình cũng muốn, mình cũng thèm nữa anh chị. Ở đây anh chị nhìn vô cái hình dung ra đây nè. Nó mới vừa phá qua đây cái tự nhiên mình ăn có 5-7% gì đó. Hôm nay thì cao nhất là 9%. Nó vừa phá qua cái kênh giá này, tự nhiên mình đem mình xách hàng của mình ra mình tán ở trong giai đoạn này. Ở đây thì nó có một sự hưng phấn tương đối cao nha anh chị, hơi hưng phấn nha, càng hưng phấn càng tốt anh chị. Hưng phấn thì ở đây sau này mình sẽ giải thích cho anh chị nhà đầu tư tại sao có những cái hưng phấn của mình nên kỳ vọng nó nhiều hơn. Ở trong giai đoạn này mình vẫn kỳ vọng về DG nha anh chị. Sale rồi chẳng hạn nó test lại kệ nó, sale rồi anh chị thấy là cuối cùng nó phá định, nó đi lên không chị, hai kiếm mạnh hôm qua nó móc lên gãi rồi, con này thì đóng nến không cao lắm, thành ra là sale đợt này nó hơi yếu hơn, chậm chạp hơn. Thì tiếp theo cái nhóm ngành thì anh chị nhà đầu tư thấy là anh chị hỏi mình bây giờ bất động sản vô được không, thì nói chung là anh em mình hàng thì mai nó cũng về hết anh chị, hầu như bất động sản thì mai nó cũng về hết. Bây giờ khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư vào thì nó hơi khó nha anh chị, hơi khó. Thì anh chị nhà đầu tư thấy là những nhóm như là thép hoặc là dầu khí nó sẽ từ từ nó sẽ chạy thôi anh chị, tại vì nó còn đang khởi động, nó còn đang vô nhịp khởi động anh chị, nó chưa chạy đâu. Lâu lâu nó sẽ có những cái phiên bùng lên. Thì những cái nhóm ngành này thì mình cũng không có kỳ vọng quá nhiều anh chị, không kỳ vọng, riêng em không kỳ vọng quá nhiều về nhóm ngành này anh chị.
Tuy nhiên anh chị nhà đầu tư lưu ý cho mình một cái nha anh chị. Tuy nhiên anh chị lưu ý cho mình một cái nha, là nhóm này nó sẽ có những cái pha, có thể là những cái ngày nó sẽ có những ngày bứt tốc, đặc biệt là nhóm đầu tư công thì anh chị nhà đầu tư hình dung ra nó đã lên lại trên giá trên. Tuy nhiên nhóm đầu tư công với cái nền giá này nó sẽ khó đi xa, nó sẽ khó tăng xa được nha anh chị. Tuy nhiên là có thể lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà anh chị vào đón lỏng nó khi nó bùng nổ đi lên tầm cỡ 1 tới 1 phiên rưỡi 2 phiên gì đó, anh chị nhà đầu tư bán thì anh chị nhà đầu tư sẽ có một cái lợi nhuận cũng đâu đó tầm 10%. Thì anh chị phải đón lỏng những cái mã cổ phiếu này trước, ví dụ như là BLC rồi chẳng hạn, anh chị thấy nó đang tích lũy ở đây. Bây giờ nó chỉ cần bùng lên lại cái vùng đỉnh lên đây là anh chị nhà đầu tư cũng có thể có lợi nhuận này. Thành ra mình phải đón lỏng trước nha anh chị. Hôm nay thanh khoản nó hơi cao quá nha. Thanh khoản nó mà siết thêm tí nữa là ngon. Nó bùng lên 1 cây 2 cây vậy nè. Để nó kéo thị trường thôi, nó chạy theo thị trường, nó giống như chỗ này nè anh chị, bùng lên 1 cây 2 cây, nếu mình mua vô trước rồi là hàng về cái là mình có thể là lợi nhuận ok được. Hay là LCG rồi chẳng hạn. LCG thì mình cũng đang nới lỏng ra thôi, hỗ trợ bên dưới đây nha anh chị, cắt lỗ thì cắt quanh khu vực 10, 12, 10, 11 mấy là có thể bán được rồi, nếu như mà cái mã này rớt xuống phía dưới. Thì bây giờ mình nói đới lỏng ra để một hai viên tới, nó nén một cái nền chặt dày, nó bung lên cái là mình có thể là canh bán được ở những vùng đỉnh này. Nếu nó đi tiếp thì mình tiếp tục viên theo nắm giữ thôi. Đó là một trong những chiến lược mình nới lỏng, đón lỏng trước cổ phiếu. Chứ còn bây giờ đợi nó chạy thì mình mua không kịp anh chị. Nếu như mà phiên nó bùng nổ lên đây mà mình đuổi vô cái phiên này thì nó sẽ gặp cái rủi ro rất lớn cho mình nha anh chị. Nên thành ra là mình đới lỏng trước, nếu như mình không mua được những cái mã cổ phiếu kia thì bây giờ mình có thể là chờ đợi những cái mã cổ phiếu này để mình có thể tham gia vào. Và ở trong cái giai đoạn này có thể là canh những nhịp đỏ mua vào bùng nổ lên cái hàng của mình về cái là mình có thể chốt đâu đó là 7-8%. Về xu hướng của thị trường thì anh chị nhà đầu tư có thể nhìn vô chỉ số index về mặt ngắn hạn nha anh chị. Về cái mặt ngày nha, thì mình phân tích một tí về mặt ngày cho anh chị nhà đầu tư nữa. Thì hôm nay lại là một cái nến doji anh chị, hôm nay lại một cái nến doji thì phải chờ tiếp tục là phải chờ phiên giao dịch ngày mai nữa anh chị. Chờ phiên giao dịch ngày mai thôi, tại vì bây giờ nó cũng đang gặp mũi cản anh chị. Chưa lên nổi nha anh chị. Mình đang chờ không được cái phiên bùng nổ lên đây. Mũi tên này đáng lẽ là hôm nay nó lên nhưng cuối cùng nó không lên được anh chị. Coi thử phiên giao dịch ngày mai thử như thế nào nha. Ngày mai thử anh chị. Kỳ vọng cho phiên giao dịch ngày mai nó đánh úp những cái mã cổ phiếu kia lên đồng loạt cái là ngon. Trong thanh khoản hôm nay được cái sự cải thiện, tuy nhiên là cái thị trường của mình không tăng nha anh chị. Thanh khoản này cao quá nhưng mà thị trường của mình không tăng, hỗ trợ ngay bên dưới. Chờ coi phiên giao dịch ngày mai nó có thể úp thị trường đi lên không. Hôm nay thì về cái cuối phiên mình sợ nó bán tháo, nhưng mà không có bán tháo là ok rồi. Ai chốt lại thì cái lực hấp thụ thị trường nó khá tốt, nó không có cái lực bán tháo. Ví dụ nó bán xuống đâu đó tầm giảm 1 điểm cái, nó có cái lực đỡ mua lên trở lại, thì đó là một trong những cái tín hiệu khá tốt nha anh chị. Còn riêng về cổ phiếu bất động sản phải tiếp tục nắm giữ, không? Tiếp tục nắm giữ. Cổ phiếu đầu tư công thì phải nới lỏng ra đón những cái phiên tăng. Ví dụ như anh chị nhà đầu tư nhìn vô HSG đây. Anh chị phải mua nới lỏng những cái phiên giao dịch đỏ đây nè anh chị. Thì bây giờ anh chị thấy là cái đầu tư công nó cũng giống như ở trong giai đoạn này thôi. Nó đông giống như cái phiên của con hoa sen ngày 18 tháng 5 thôi anh chị. Nếu như mà nay mai nó bùng đi lên cái là mình sẽ có những cái phiên này mình chốt nè. Còn bây giờ mình đeo vô những cái phiên đây anh chị thấy là cái rủi ro của mình nó lớn. Cổ phiếu nó như thế này. Bây giờ anh chị nhìn vô như LCG đi. Ví dụ LCG anh chị thấy có mỗi phiên này. Thì nay mai nó có những phiên nó đi lên lại phía trên này thì mình canh chốt về mặt ngắn hạn, mình nới lỏng đón lỏng trước để mình ăn về mặt ngắn hạn nha anh chị, chứ còn lại mình không đánh về mặt dài hạn được đối với những mã cổ phiếu này nha. Xu hướng thì mình thấy là để mà nó đi xa được anh chị nó cũng khó, tại vì nó tăng cao quá và cái nhịp điều chỉnh này chưa đề đạt lắm nha anh chị. BVD. Và BVD thì anh chị nhà đầu tư thấy là dầu khí thì hôm nay nó cũng đã khởi nghĩa rồi, khởi nghĩa cũng thất bại lần nữa nha anh chị. Khởi nghĩa liên tục nhưng thất bại. Hôm qua thì có nói với anh chị nhà đầu tư về nhóm dầu khí rồi. Tối hôm nay thì mình sẽ phân tích rõ hơn về nhóm ngành nha anh chị. Mình sẽ định hướng cho anh chị nhà đầu tư như vậy. Trước mắt là khả năng cao thị trường xấu nó có thể chỉnh về 1050. Sau đó nó sẽ từ từ đi lên tiếp, đặc biệt là vẫn là giao dịch cổ phiếu bất động sản cho mình nha anh chị. Cố gắng chịu đám ăn xôi, nằm im trong đó cho mình. Sau đó là có thể đi tìm kiếm những cái mảng cổ phiếu lạc hơn ở bên ngoài như sắt thép hoặc là đầu tư công hoặc là vật liệu gì đó, cứ nằm im đó cho mình. Sau đó là mua những cái phiên mà nó test lại, sau đó chờ những phiên bùng nổ để mình ra hàng. Tránh mua những cái phiên bùng nổ vô những cái nhóm ngành đó. Ok không chị? Quá ok luôn. Tối hôm nay mình sẽ live stream vào 9 giờ, anh chị nhà đầu tư nào theo dõi. Đặc biệt là mình sẽ có những cái mã cổ phiếu gửi tặng cho anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nhớ like và thả cho mình một quả tim. Anh chị nào yêu quý nhớ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư vào tối hôm nay.